Xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021. Mùa giải thứ 3 đã chính thức khởi động với rất nhiều nét mới. Vào ngày 11 tháng 12 tới, các nội dung xe đạp MTB, xe ATV và mô tô địa hình sẽ bước vào chương trình thi đấu. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng với nhóm phóng viên HTV trải nghiệm những nét thú vị ở đường đua xe đạp MTB. Minh Giang Ô Tô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi thì chương trình thực tế về địa hình HTV Challenge Cup 2021 sẽ diễn ra. Và lúc này thì các bài thi ở tất cả các nội dung cũng là đã hoàn tất, hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi mà độ khó được tăng lên rất là nhiều so với hai mùa trước. Và Tường Vân đang có mặt ở một cái bài thi vô cùng mới ở nội dung xe MTB xe địa hình. Và bên cạnh Tường Vân đây là anh Đặng Quốc Tuấn, người chơi MTB cũng rất là có là nhiều kinh nghiệm. Hôm nay Tuấn sẽ dẫn Tường Vân và tất cả các bạn sẽ trải nghiệm một số cái cung đường mới cho HTV Challenge năm nay. Nhẹ lên, chỉnh lip nhẹ và mình cứ lướt qua. Đó, nhìn thẳng và Vân cứ lăn qua lấy cái bánh xe, mình cứ lăn qua từng cục đá không sao cả. Đó, đúng rồi. Mới trải nghiệm nên Vân không dám chạy nhanh, thôi cứ ngắm cảnh bên bờ sông để chuẩn bị tinh thần cho thử thách tiếp theo vậy. Và chúng ta sẽ chạy qua. Anh Tuấn dám phóng xuống luôn, thật là can đảm. Vân thì dắt bộ thôi. Nhưng cũng phải ráng trải nghiệm một chút chứ. Cứ để xem chạy được bao xa. Mới qua 4 ván đã lọt xuống nước rồi, đúng là không dễ như mình nghĩ. Đáng ra Vân phải chạy nhanh và đều chân hơn một chút. Để xem các bạn khác chinh phục bài thi này như thế nào nhé. May quá, suýt té, không phải cứ chạy nhanh là được nhỉ? Rõ ràng là không có hề dễ dàng. Rất là nhiều người đã té, người phải dắt bộ. Và xa xa kia, đây đúng là một cái thử thách. Nhìn tưởng là dễ nhưng mà rất là khó. Khi mà mình điều khiển một chiếc xe đạp địa hình mà đi trên những cái ván nổi như thế này. Hồi nãy xong mà chị bị té, mà như chị bị té tới 2 lần phải không? Qua cái khúc cầu gỗ hồi nãy, cái miếng ván nó khoảng cách nó rộng hơn so với bánh xe của mình. Mình không có chớ để mình lướt qua thì mình đi luôn, mình té luôn. Tại phía trước nó có người á, mình phải... Ví dụ như phía trước không có người thì mình có thể lấy chớm mình quay luôn. Còn cái này có người xong mình phải bị khựng lại. Xong rồi cái mình lọt luôn bánh xe bên dưới thì mình té. Tiếp theo là thử thách điển hình trong xe đạp MTB. Thì sau khi trải qua những cái tấm ván nổi ở kia, phải giữ thăng bằng thật là tốt và trong thời gian nhanh nhất để mà băng qua cái khu vực này. Trải qua cái phần ở trên kia Vân mệt quá rồi. Vân chỉ có đi bộ thôi. Bây giờ để hỏi anh Tuấn. Anh Tuấn ơi! Để xem anh Tuấn có chạy qua được hai vũng bùn mà chân không chạm đất không nha. Và chúng ta phải lướt qua. Khi mà lướt qua được thì chúng ta phải cần có giữ một cái tay lái thẳng. Và chúng ta chuẩn bị đi qua một cái vũng sình thứ hai. Vũng sình thứ hai này thì nó thứ nhất. Và chúng ta vẫn phải là giữ đều cái chân mình đạp đều để mình lướt qua. Cảm ơn anh Tuấn đã hướng dẫn. Hẹn gặp anh ở bên kia đường đua nhé. Dốc hôm nay có cao hơn năm trước. Anh em đổ dốc tốt thì tránh cái tai nạn là té. Chinh phục cái đường đua này thì cái cảm giác là nó có nhiều cái đường đua nó mới hơn. Mãi Tường Vân mới về đích được này. Thưa quý vị, trải nghiệm một vài điểm ở đường đua xe đạp địa hình MTB ở chương trình thử thách địa hình hôm nay thì Tường Vân cảm thấy vô cùng phấn khích. Đúng là có những độ khó và Tường Vân trải nghiệm một chút thôi mà nói không nổi luôn nè, rất là mệt. Và không chỉ riêng gì xe đạp MTB mà tất cả những nội dung khác của chương trình thử thách địa hình hôm nay cũng đang hoàn tất. Sau khi vượt qua một đoạn đường rừng thì Tường Vân cũng tới chỗ mọi người đang tập trung rồi. Các thành viên trong ban điều hành đang họp lại với các bộ phận về những điều chỉnh cuối cùng. Tranh thủ lúc mọi người đang họp tiếp, Tường Vân sẽ tìm đến một bộ phận cũng đang làm việc rất tất bật, các thành viên ban cơ điện lạnh.
âm thầm lặng lẽ, nhưng họ chính là mắt xích đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong khâu vận hành giải cũng như công tác truyền hình trực tiếp. Ở đây mình cấp nguồn cho những cái liều bạc, rồi những cái bãi đua xe đêm, những cái bót quang của bên truyền dẫn, rồi xe màu up link là để truyền dẫn về cho đài. Như bữa nay là đi lắp những cái tủ điểm cuối nè, rồi lắp những cái đèn chiếu sáng để cho anh em đi di chuyển vào ban đêm nè, để cho nó đẹp. Tạm chia tay nhóm anh Thọ, Tường Vân tiếp tục tìm hiểu về công tác chuẩn bị của một đội ngũ mà chắc hẳn là tất cả quý vị đều đang rất chờ đợi. Đội ngũ truyền hình với sự đầu tư mới mẻ về hình ảnh ở mùa thứ 3 HTV Challenge Cup. Hôm nay là cái ngày mà bàn giao cái đường đua chính thức. Chúng tôi sẽ lắp đặt những các vị trí camera chính để mà thu hình các cái góc độ của trên cái đường đua. Có thể nói là năm nay có thể là số lượng thiết bị và nhân sự thì có thể tăng hơn là nhiều, hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì như hàng năm thì chúng ta cũng có những cái góc máy trên cao của Flycam cũng tăng cường những cái góc rộng để quý vị có thể theo dõi. Đồng thời chúng tôi còn có những cái góc máy vượt chướng ngại vật, những góc máy đặc biệt, những góc máy chúng tôi sử dụng những thiết bị như Pro 8 hay là những cái thiết bị những cái máy loại nhỏ để có thể gắn ở những cái vị trí đặc biệt để thấy được những cái chướng ngại vật. Nghe thôi là đã thấy hấp dẫn phải không quý vị? Cảm giác như không chỉ là người xem mà với sự đầu tư tăng cường, hơn 20 chiếc GoPro trên xe sẽ mang lại trải nghiệm như chính chúng ta cũng đang thử thách các cung đường tại HTV Challenge Cup năm nay. Thật háo hức khi ngày diễn ra HTV Challenge Cup với 3 môn thi đấu ATV, xe đạp MTB và mô tô địa hình đang đến rất gần. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng với biên tập viên Tường Vân trải nghiệm sa hình ATV, nội dung lần đầu tiên có mặt trong chương trình thi đấu của HTV Challenge Cup. Kính chào tạm biệt quý vị khán giả, Minh Giang Ô tô hân hạnh đồng hành cùng chương trình.